Xin chào cả nhà, mình là Hợp. Hôm nay mình mới về được một chiếc Rolex. Chiếc này size 41 và đây là một cái hàng mình mua cho một chú khách cũng khá là quen thuộc bên mình. Chiếc này là một chiếc size 41 và nó sẽ có, theo yêu cầu của khách thì nó sẽ có tất cả là màu trắng. Thì với chiếc này thì nó cũng là cái phiên bản mà gần như là cũng là ngoại trừ những cái bản mà toàn thân vàng trắng thôi, còn với chiếc này thì đề mi thì đây là một cái mẫu là cũng khá là cao cấp nhất rồi, mình có thể mua rồi. Chiếc này là nó là một chiếc Rolex Datejust với mặt dial là mặt ốc, và chúng ta sẽ có ở đây đó là cọc kim và bộ máy mới. Đây là một chiếc 126 và mình nó là một chiếc mới nguyên siêu. Các bạn nhìn đây, nó còn nguyên siêu ở thân này, đó, siêu bên hông này. Đó, còn đầy đủ siêu ở đây. Đó, và sticker luôn. Mình sẽ mở sổ sách để cho anh em cùng view. Mẫu Rolex này thì sẽ có mã là 126334 và nó được mua vào ngày 31 tháng 7 năm 2019 tại store Koheji Store ở Ả Rập Saudi. Như các bạn thấy ở đây là với cái chế độ mua chính hãng tại Rolex thì chúng ta sẽ được bảo hành toàn cầu 5 năm. Và chiếc này sẽ được bảo hành cho đến là 31 tháng 7 năm 2024, thời gian bảo hành cực kỳ lâu. Đây là một chiếc mới 100% các bạn nhé. Với một chiếc này thì mức giá để chi cho chiếc này vào khoảng tầm 320 triệu, đấy là giá mà mình lấy cho khách. Thì đây là một cái mức giá khá là tốt so với cái giá hãng. Giá hãng hiện tại của nó khá là cao, nó vào khoảng tầm 16.800-16.900. Thì với cái mức giá như vậy thì các bạn sẽ phải bỏ ra có số tiền rất là lớn. Chiếc này của mình là mặt ốc, tuy nhiên là nó được làm đúng theo yêu cầu của Rolex, là mặt ốc của chiếc này nó là một cái ốc, mình cũng không rõ loại ốc nào, nhưng mà nó khác với những cái chiếc Rolex mà mình trên tay. Chiếc này thì nó có một cái màu trắng đục ở trên cái mặt ốc, và cái mặt ốc của nó thì có cái ánh nhưng mà sẽ phải riêng tùy từng góc thì chúng ta mới nhìn được rõ ràng. Nếu như các bạn cầm trên tay ở ngoài thì các bạn sẽ thấy được cái vân ốc này nó giống như là mây hơn. Đó. Chiếc Rolex Datejust size 41 này thì sẽ phù hợp với anh em nào mà tay khoảng tầm 17cm trở lên đeo thì mới đẹp được. Chúng ta vẫn sẽ có một cái niềng kim loại phía ngoài, và niềng này là niềng vàng trắng 18K AU750. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có bộ kim cọc số của chúng ta bằng vàng trắng, và sau đó là 10 cái cọc số của chúng ta được đính kim cương. Thiên nhiên. Tại góc 12 giờ chúng ta sẽ có ở đây đó là cái vương miện của logo Rolex, và tại góc 3 giờ chúng ta thì sẽ có ô lịch ngày và với cái loop cyclops. Chiếc 126 này thì nó sẽ có bộ máy mới, đó là bộ máy Rolex 3235 in-house caliber. Bộ máy này của chúng ta thì có thời gian tích cóp lên đến 70 giờ và nó sẽ có là 31 chân kính cùng với 28.800 tần số lao động. Ngoài ra thì các bộ phận khác của chiếc đồng hồ này được làm từ thép 904, và đây là một trong những cái loại thép mà đặc trưng mà Rolex hay sử dụng để sản xuất trên làm trên cái những cái đồng hồ của mình. Các bạn có thể thấy ở đây, vì là một chiếc mới nguyên cho nên tất cả các cái seal của nó đều còn, từ cái seal ở phần dưới khóa đến seal ở phần trên khóa của chúng ta thì nó đều còn nguyên đó, và như các bạn thấy ở đây, seal đáy của chúng ta cũng còn nguyên. Chiếc này là một chiếc chưa hề qua sử dụng, chưa đeo và chưa cắt mắt dây. Nó đáp ứng tiêu chuẩn mới của Rolex. Và với chiếc này thì các bạn đặt hàng bên mình, như mình lấy cho khách lần này, nó chỉ vào khoảng tầm chưa đến 320 triệu. Đây là một cái mức giá khá tốt nếu mà so với giá hãng khoảng 16.800. Vì chiếc này sử dụng là đó là mặt ốc và chúng ta sẽ có cọc kim. Đó. Với chế độ bảo hành 5 năm thì các bạn hoàn toàn yên tâm để sử dụng chiếc này. Và đây là video mình quay để cho anh em tham khảo về chiếc đồng hồ này thôi. Còn chiếc này thì mình đã chốt khách rồi. Nếu như anh em có nhu cầu thì anh em vui lòng liên hệ ICS để lấy thông tin về sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.